xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Bếp GP. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 8 tây tháng 3 năm 2022 nhé. Đầu tiên sẽ là đơn hàng của Bếp Nguyên, đơn hàng 103.000. Wow, một bộ bếp nhôm để nấu những món ăn mini này nha. Có chảo nè, đây là bếp nha, đũa, rồi nồi, thao lớn, thao nhỏ, có cả mâm. Và để chị xem coi nè, đúng rồi, ở đây nó sẽ còn có muỗng, đĩa để cho các bạn làm thức ăn nữa đó. Rất là dễ thương luôn, bộ này là 70.000 đồng nha. Và được tặng thêm một bó củi tí hon nè, để mình sẽ nấu cơm, nấu thức ăn. Tiếp theo là đơn hàng của Trần Thị Ngọc Dầu, 81.000 đồng. Bạn mua là một cây bút chì bếp thỏ dễ thương 5.000. Tiếp theo là một cây lược chải tóc mini gắn ở trên cây bút nè, lại còn có hình BT21 nữa, 5.000 đồng một cây luôn. Ta ra, còn đây một em khỉ dễ thương. Trong đây là một cái quyển sổ mini nè, quá tuyệt vời luôn, cũng gắn trên một cây bút và cũng chỉ có 5.000. Wow, và trong bộ sưu tập của bạn nè còn có một cái bánh bao mini gắn ở trên cây bút nè. Như vậy bạn có 4 cây bút dễ thương, mỗi cây 5.000. Tiếp theo thì còn có cái sách hình dáng lụa này nha. Đây, có kim tuyến lấp lánh, hình của cô gái giống như là thủy thủ mặt trăng hay là học sinh vậy đó nha. Wow, rồi một anime tóc dài bay trong gió nè. Rồi một cô gái là có rất là nhiều bông hoa. Wow, và cô này đang đi ăn. Như vậy là bạn có 4 tấm sticker lụa rất là xinh luôn nha. Và mỗi tấm như thế này là 2.000 đồng đó các bạn ơi. Trời ơi, có 2.000 mà xinh đẹp tuyệt vời luôn. Ha, 2.000 một tấm. Tan tan, những cái viên gì mà đỏ đỏ xanh xanh nhìn đẹp quá giống viên thuốc. Không phải đâu, nó là kẹo đó các bạn ơi. Còn đây là kẹo mà kẹo kèn, có thể thổi kèn được luôn. Gọi là vỉ kẹo kèn và kẹo thuốc kết hợp chung, 4.000 một vỉ, bạn mua 2 vỉ. A à, hi hi, siêu dễ thương luôn nha. Múc múc múc, xào xào xào, nấu nấu nấu. Và đây chính là kẹo nha các bạn. Đây ở bên trong này nè, đó các bạn xem nè, đó là những cây kẹo dễ thương, có cái muỗng và cái nĩa kèm theo, 4.000 đồng một cây. Tên tên tên, cuối cùng còn có một em quiz game lật đật nữa nè. Ok, bạn đã lật đà lật đật, để đây cho các bạn nhìn rõ nha. Dễ thương lắm. Và một em quiz game đáng yêu như thế này có 4.000 đồng thôi. Ta còn được tặng là một cái thạch hồ lô siêu dài, bỏ trong tủ lạnh ăn lại càng ngon nữa nha. Còn bây giờ chúng ta đến với đơn hàng của bạn Thu Thảo, 112.000. Tinh 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 tinh. Và đây chính là hai hộp móng tay giả dễ thương chưa nè. Hộp thứ nhất màu trắng nha, cái hộp màu trắng là 36.000 đồng, hình bò sữa xinh xinh xinh. Ở bên trong nè các bạn xem nè nha, ở bên trong còn nhiều móng nữa nha, chứ không phải nhiều đây không đâu. 36.000 hình bò sữa, siêu dễ thương. Còn cái hộp bạc này á thì nó là 46.000 đồng đó. Hộp bạc nó có đính đá nè và nó có vẻ nhiều hơn, cho nên là nó 46.000 nha. Toàn bộ đều có keo ở bên trong hết. Wow, và cái này các bạn xem nè, hình bông hoa hồng. Trời ơi, viên đá to, thật là to luôn, nhìn nó rất là sang trọng luôn nha các bạn. 46.000, 36.000, trang trí nhanh để có móng tay xinh đẹp, không cần phải ra tiệm tụ tập, lại còn giá rất rẻ luôn. Wow, wow, và lúc nào cũng vậy, mua đồ shop FGB luôn được quà dễ thương. Đây là miếng dán móng tay nè nha, các bạn có thể cắt những cái hình này ra, sau đó ngâm vào nước và mình dán lên trên móng tay của mình, trang trí nó rất là xinh luôn. Đây là quà tặng đó. Đẹp chưa, đẹp chưa, hình những chú bướm, những cái đuôi cong xinh xinh. Bên đây thì là một rừng hoa dâm bụt nha. Hello Thiệu Thị Hà, cái tên và cái họ rất là lạ và dễ thương luôn nha. Đơn hàng 111, 111.000 đồng. Và bạn mua là 3 cái sticker loại 16.000 nha. Chúng ta cùng xem tấm thứ nhất nè. Đó, nó có lấp lánh kim tuyến hologram. Wow, một cái áo với cây đàn. Những bộ đồ thật thật là đẹp luôn như thế này nha. Lật lên, 1, 2, 3, 3 bản sticker xinh đẹp luôn. Và cô gái này tóc siêu dài nha. Đây là bộ sticker 16.000 thứ nhất. Wow, phía sau chúng ta có thể chơi tô màu bức tranh nè. Đó, bức tranh đồng quê, căn nhà, có cái cối xay gió rồi nữa. Và bông hoa mặt trời, xinh quá. Rồi, tiếp đến là bộ sticker 16.000 này. Đó, nó có kim tuyến màu vàng nha. Đây, những bộ váy nè, siêu xịn sò luôn, rất là đẹp, còn có cả nón, rồi hoa. Đây 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 đây, wow, một cái bịch snack rất là ngon và sushi. Lật lên, cô nàng tóc hồng. Cô nàng này. À, cái này chúng ta có thể làm câu chuyện về các nàng tiên ánh trăng á. Đó, ánh trăng và ánh dương. Đây, phía sau có thể tô màu đôi bạn gấu rất xinh. Rồi, tấm sticker 16.000 này. Đây, cái váy như là những nàng chim công, xinh đẹp tuyệt trần luôn, có cái vương miện đâu nữa nè. Kem, lấp lánh xinh quá. Chúng ta lật lên nha. Đây, các sticker ca sĩ thật là tuyệt vời.
Wow, một cái bánh gì? À, cái váy, xin lỗi. Chị tưởng cái bánh. À, một hòn đảo có con đường đi vào là phong nền. Phía sau, chúng ta lại có thể tô màu cho hai cái bạn búp bê này nè. Rất là xinh. Vậy là 3 tấm sticker 16.000 quá đẹp. Ngoài ra bạn còn có mua một hộp búp bò sữa nữa nè. Tinh tinh tinh. Trời ơi, có một bé thỏ toàn đen. Đây là móc khóa nha. Chất liệu là bằng da không thấm nước các bạn. Hộp búp bò sữa này chỉ có 30.000 thôi. Quá rẻ và lại đẹp nữa nha. Trời ơi, một món đồ chị thấy rất là ok luôn á. 30.000 thôi. Ta còn được tặng thêm một cây bút hình viên thuốc nữa nè. Đó, khen khen. Và bây giờ đến đơn hàng của Lê Thủy Xuyến. Đơn hàng 143.000. Tên Thủy Xuyến thật là lạ và nghe nó hay hay ha. Và đây, bạn mua là một em pony ngựa mộc sừng. Siêu dễ thương luôn nha. Đây, bạn đang ngồi nha. Ngồi hai cái chân giáp xuống nè. Trời ơi, dễ thương chưa. Và bạn pony này á là 60.000 đồng. Chị bóp thử cho các bạn xem. Rất là mê. Hít một hơi và cảm nhận cho các bạn biết là nó thơm lắm luôn. Rồi, còn đây nữa nè. Một hộp slam mây nha. Rất là đẹp luôn. Nhiều sắc màu lắm luôn nè các bạn. Thấy không? Rất là nhiều luôn ha. Đây, cho các bạn xem cái chất slam nha. Đó, nó rất là tơi và xốp luôn nha. 30.000 đồng một hộp. Và tiếp theo là một vòng cổ cá tính mà nó có hai dây nha. Một dây này ở gần cổ nè. Rồi một dây này toàn ten cái hình tam giác. Nhìn rất là đẹp luôn đó các bạn. Đây, chị chỉ bỏ lên cái tay thử thôi. Lên cổ mình nó cũng xinh như vậy luôn nha. Và đây, chính là vòng cổ cá tính. Hai sợi luôn, đeo đi mình sẽ rất là nổi bật nha. Và giá thì chỉ có 20.000 thôi các bạn. Rẻ, cá tính, năng động, 20.000 đồng ha. Phần ren nè, rất là đẹp luôn á. Lại còn có cái phần này nữa nè. Đó, nhìn nó rất là ấn tượng ha. Và đơn hàng của bạn khép lại được tặng thêm một hũ slam mini có kim tuyến nè, đẹp ha. Chan chan chan. Và đây, đơn hàng Mỹ Ly Đoàn, hình như là Đoàn Mỹ Ly đó. Tên rất là dễ thương, đơn hàng 127.000. Đầu tiên, trời ơi, lung linh luôn nha. Một cây bút nước pony ngồi trên trăng nè. Màu galaxy rất là đẹp luôn như thế này. Và nó có giá là 10.000 đồng nha các bạn. À hi hi. Nhìn rất là tức cười luôn. Đây là một mặt cười lè lưỡi lè lè lè. Còn bên đây thì là một cái mặt panda màu hồng siêu cute, dễ thương nha. Và đây là wishy mặt cười đó các bạn. 12.000 đồng một cái ha, rất là đáng yêu. Wow, và còn có là một hộp bút nước Hello Kitty nữa nè. Đó, đây là không phải bút nước, bút hologram. Có đèn nha các bạn. Đây, chị mở ra cho các bạn xem nè. Đó, nó rất là đẹp luôn, nó lấp lánh hologram. Hello Kitty thì đang ăn bánh. Trời ơi, có bánh kem nữa nè. Bây giờ chúng ta sẽ thử nha. Mở đèn lên. Đó, nó rất là đẹp. Chỉ cần chị tắt đèn đi các bạn xem nè. Nó thật là lung linh ha. Sau đó là mình bấm một cái nữa, nó sẽ dừng. Đó, nó dừng, nó đứng lại nè. Đó, và mình bấm một cái nữa thì nó sẽ tắt luôn nha. Đó, hộp bút hologram rất là đẹp luôn mà có 60.000 thôi các bạn ơi. 60.000 đồng một cái hộp bút xinh như thế này, quá tuyệt vời. Và còn được tặng thêm là một cây bút nè, có bạn gấu và chiếc lá á, rất là xinh luôn. Còn không biết mau đặt hàng ở shop FGB nữa. Số điện thoại là 0937899707. Nhớ xin phép ba mẹ trước khi gọi đặt hàng nha. Có cả Zalo và Facebook bé FGB 0937899707 nữa đó các bạn ơi. Cuối cùng, chúng ta đến với đơn hàng Nguyễn Khắc Dũng 330.000 đồng là một combo hình dáng sticker siêu to khổng lồ. Đây các bạn xem nha, một combo siêu to khổng lồ quả thật không sai, 300.000 đồng. Có tất cả những sticker siêu to của shop. Chúng ta cùng xem nha, trong combo có cả cái bộ trang phục đuôi cong nè. Đó, rất là đẹp luôn và nó rất là to so với bàn tay của chị, thấy chưa? Rồi, trời ơi, bộ sticker này có nè, 1, 2, 3, 4 và 5 nàng luôn. Cái nào cũng rất là đẹp nha. Đặc biệt cô nàng tóc Galaxy nè. Phía sau thì có hình, wow, để tô màu. Tiếp đến trong combo lại tiếp tục là siêu to khổng lồ nha. Chúng ta lật nhanh cho các bạn xem ha. Một cái giường nè và 1, 2, 3, 4 cũng là 5 nàng sticker. Có sticker công chúa tóc mây nữa nha. Rồi, haha, tô màu về động vật. Đây là cái sticker dẻo này nha các bạn. Nó có viên kim cương. Đây, sticker dẻo nè, nó rất là dẻo luôn á. Phía dưới lại còn có thêm 3 bạn chibi như thế này nữa. Và hình, đây, hình tô màu của mình. Tiếp đến, toàn là sticker 2 tầng. Đây, các bạn xem là 1, 2, 3, 4. Mỗi một tấm lúc nào cũng có khoảng 4 nàng sticker xinh đẹp nha. Tha hồ cho các bạn trang trí luôn. Đây, ở phía sau, mèo méo méo và cún con. Rồi, sticker kèm theo vòng tay nữa nè. Cô này trên tóc có lấp lánh hologram nha. Rất là xinh. Còn đây nữa, sticker 2 tầng, các bạn thấy không? Combo 300.000, đúng là xịn sò ha. Đó, đẹp chưa?
Nàng tóc hồng nhìn xinh quá à, tóc vàng dễ thương. Đây cô này nữa. Và đây là loại sticker mới nha các bạn. Nè cô này mặc cái váy này thấy chưa. Đó. Rồi đây cũng là sticker dẻo luôn nè. Sticker dẻo mà cái váy là hình trái dâu nè các bạn thấy không. Sticker dẻo này nó rất là tuyệt vời luôn. Rồi phía dưới nè. Đó. Các nàng công chúa của chúng ta mái tóc rất là bồng bềnh thức tha. Rồi phía sau ha ha hình của anh chàng này đang huấn luyện hình như con khủng long. Rồi tới cái này nữa. Cô nàng này tóc có cài cái gì xinh quá ha. Đây nữa này nha, tóc quá trời màu luôn. À xinh quá xinh quá. Đây trên sticker còn có hologram. Đây ha. Rồi sticker những nàng tiên cá nữa nè. 1, 2, 3. 3 nàng tiên cá xinh đẹp. Và rất là nhiều váy áo lung linh luôn. Phía sau có căn nhà trên cây cho tô màu nữa kìa. Wow. Còn đây các bạn thấy gì chưa. Sticker mà có cái váy kim tuyến lấp lánh luôn nè. Đó nàng sticker thì rất là xinh đẹp. Đó cái bộ này nè. Trời ơi váy đẹp dữ dằn luôn. Hoa cúc đồ này các bạn ơi. Bộ này xinh quá xinh quá. Ôi trời ơi lật lên. Cô nàng này ha quá xinh luôn á. Cặp mắt lung linh giống như muốn khóc hay sao ta. Đây. Rồi đây cô nàng này thì nhìn rất là vui tươi ha. Phong nền cũng đẹp. Chiếc váy cũng đẹp. Wow phía sau lại còn có thể tô màu một bạn này nữa nè. Tiếp đến một bộ sticker mới tinh của shop luôn nè các bạn ơi. Đây các bạn xem nè. Đó cầm quạt rồi nè ha. Rồi cầm chim bồ câu. Đeo túi xách. Trời ơi con thỏ ôm con gấu bông nè. Trời ơi rồi cầm bình sữa rồi nữa. Mấy cái bộ đồ này quá đẹp luôn nha. Đây 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 rất đẹp luôn á. Và chúng ta sẽ có là 1 nè, 2 nè và 3 nè sticker với những bộ đầm đồ nữa ha. Đẹp quá à. Ở phía sau mình có thể cắt cái bạn này ra để làm sticker được luôn. Sticker mới đó. Rồi ở đây. Trời ơi nè 1, 2, 3, 4. Ai cũng xinh hết luôn á nha. Thấy không? Rất là đẹp luôn. Váy nè. Hết sức trời ơi trời chiếc váy này nè. Đáng yêu ghê luôn nha. Trên đây thì lại có kim tuyến nữa nè. Vương miệng đồ nữa. Phía sau ha ha. Hình của này bạn gì ta. Bạn cuốn này sao á. Với một vườn hoa hướng dương nè. Xinh thật. Rồi tiếp theo còn có vô vàng cái sticker này nữa. Chúng ta cùng xem nha. Đó sổ sticker thời trang. Bên trong sẽ có rất là nhiều cái sticker và quần áo cho chúng ta thay đồ ha. Đẹp quá à. Còn đây. Đó trong bộ sưu tập thì phải có cái cây phép thuật này để chúng ta biến hóa câu chuyện được chứ đúng không. Rất là đẹp luôn. Cái nào cũng đẹp hết nhiều ơi là nhiều. Rồi đây là tiên bướm bướm nè. Có lỏ đồ nữa nè. Đó tiên bướm rất là xinh. Cây kem thì siêu to. Wow còn đây các bạn nghĩ sao. Sticker này cũng rất là đẹp nha. Đây nè. Trời ơi dễ thương quá à. Mái tóc sặc sỡ chiếc váy nè. Giống như váy hoàng hậu vậy đó. Rồi tiếp đến chúng ta lại có bộ này nữa. Coi như là lớn nhỏ đầy đủ hết tất cả các kiểu đẹp của shop luôn đó các bạn. À và dĩ nhiên không thể thiếu sticker hoàng tử nha. Đây. Wow và thêm đây hoàng tử nữa nè. Như vậy là có tới 2 hoàng tử luôn. Rất là đẹp ha. Rồi còn đây là sticker tiên bướm nha. Có cái cánh bướm này nữa nè. Đó sticker nổi. Rất là đẹp luôn. Ngoài ra còn được tặng một cái kẹp cây thông Noel pom pom hồng. Rất là xinh luôn nha. Đây là cái kẹp đó nha các bạn. Đó mình kẹp tóc lên rất là dễ thương. Và như vậy là chúng ta vừa xem xong bộ sưu tập đấy lộn. Bộ cái combo sticker của bạn rồi. Rất là đẹp ha. Và video thì đến đây cũng cả kết thúc rồi. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại ở video sau. Bạn nào thích mua sticker, thích mua đồ chơi của shop thì đừng quên số điện thoại của shop là 0937899707. Facebook, Zalo cũng là bé Út Chibi 0937899707. Đừng quên là phải xin phép ba mẹ trước khi gọi đặt hàng nha. Còn bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại ở video sau. Chúc các bạn học thật giỏi, chơi thật vui và luôn luôn sáng tạo cùng với những cái đồ chơi mà shop giới thiệu nè. Đó. Cũng như là đừng quên bấm like, đăng ký thành viên kênh để chúng ta cùng theo dõi những đơn hàng của các bạn. Rồi những cái sản phẩm đẹp nhất, mới nhất của shop nha. Yêu các bạn nhiều, hẹn gặp lại ở video sau.